Bạn có biết những đứa trẻ được sinh ra từ những con mèo khác nhau này sẽ trông như thế nào không? Thứ nhất là chú mèo trắng xinh đẹp này, yêu ngay một con mèo lông đen. Kết quả là họ đã sinh ra hai đứa con gái. Ôi sao nó nhỏ như vậy, nó có một bên mặt trắng và một bên đen. Ngoại hình do một phần di truyền của bố mẹ. Con gái lớn có một cái tai nghe di truyền trên khuôn mặt này. Khi lớn lên nhớ đi làm dịch vụ viễn thông nhé. Thứ hai, chú mèo xàm béo ú. Gặp ngay chú mèo đen thui và đã sinh ra đứa con. Vì vậy nó sẽ trông như thế này. Đừng nói với tôi, bộ mặt âm dương này đúng là trăm năm khó gặp. Thứ ba, con mèo màu cam của Hideo Yoki và một con mèo phương đông với đôi tai to. Đã có chuyện tình một đêm, hóa ra đôi tai to của đứa con được di truyền từ loài mèo phương đông. Phần lông còn lại trên cơ thể giống hệt chú mèo màu cam. Trông nó thật đáng sợ. Thứ tư, những đứa con của con mèo xám và con mèo đen trắng. Nó sẽ trông như thế này. Lông trên miệng đứa trẻ này thật kỳ lạ. Còn con này thì còn tệ hơn. Người không đổi mạng thành bát đại miêu thì hơi đáng tiếc. Đặc điểm chung của hai anh em này là đều có lông đen trên mũi. Thứ năm, sự kết tinh của chú mèo lê và chú mèo sư tử sẽ trông như thế nào? Đây là kết tinh của họ. Lông dài và gen dị đồng của đứa trẻ này được thừa hưởng từ người mẹ. Nói chung nhìn nó trông rất dễ thương. Cặp đôi cuối cùng, con mèo trắng đẹp trai và con mèo xám này, làm tôi hơi ngạc nhiên một chút. Nghiệp chướng, cuộc đời của đứa trẻ này đã kết thúc. Một khi ra ngoài tôi sợ nó sẽ khiến mọi người khác sợ hãi. Nó thậm chí trông hơi giống một ngôi sao chổi. Có rất nhiều mèo sao chuối. Video sau tôi sẽ cho bạn thấy kết tinh của mèo bông và mèo hoa lê. Chúng ta hẹn gặp lại sau nhé.